Kính chào quý thính giả, kính chúc cả nhà có một ngày bình yên và hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Ngôi sao cô đơn của tác giả Hồ Ngạc Ngữ. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh thức giấc lúc nửa đêm, chiếc quạt xoay chậm trên trần phòng, vang lên những tiếng u u lạnh lẽo. Cô gái đắp tấm chăn đơn ngang bụng, đôi vú trần nhô lên nhô xuống đều đặn theo nhịp thở. Gương mặt cô gái với đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi dưới hơi trệ ra, trông có vẻ thỏa mãn. Nhưng với anh, bây giờ là một gương mặt lạ lắm, giống như gương mặt của một người con gái nào đó, một người đàn bà nào đó anh đã từng gặp nhưng không còn nhớ. Cuộc làm tình có vẻ vội vã, cô gái như một con rắn quằn quại khi bị người ta đập. Cô trường lên người anh và cả hai quyện chặt vào nhau như một chiếc vòng lửa. Nhưng đâu rồi gương mặt thấm đẫm dục tình, thân hình bốc lửa của cô gái? Bây giờ cô nằm đó trông như một con cá ương và anh bắt đầu thấy ngứa. Anh sợ đánh thức người đàn bà nên không gãi trên giường. Anh lao vào phòng vệ sinh và bắt đầu gãi, lúc thì ở mu bàn tay, lúc thì ở cổ, nhưng cơn ngứa vẫn cứ như từ chỗ này chạy sang chỗ khác. Quái lạ, trong đám cưới ban chiều, mình có ăn gì đâu mà bị dị ứng. Nhìn mấy món hải sản được dọn ra bằng đủ thứ tên tàu in trên thực đơn, anh đã không đụng đũa khi nhớ đến lời của một ông lang. Anh bị nóng gan nên sinh ra ngứa ngáy, cần kiêng ăn đồ biển, nhất là tôm hùm. Ông lang bốc thuốc cho anh 10 thang thuốc. Anh đã uống hết, bệnh ngứa có giảm nhưng không hiểu sao bây giờ lại bị trở lại. Hay là do mình có uống vài ly rượu ngâm cá ngựa? Sau đám cưới, lúc bữa tiệc đã tàn, anh cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của người hướng dẫn chương trình cho tiệc cưới. Có mấy người bạn rủ anh về nhà của một ông bạn họa sĩ già để nhậu thêm vì uống bia không thấy đã. Lúc ấy khoảng chừng 10 giờ đêm, trong bóng tối nhá nhem trên khoảng sân rộng, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế nhựa được bày ra, người họa sĩ già có cái dáng rắn chắc của một nông dân đặt chai rượu lớn trên bàn. Tuyên bố trịnh trọng, đây là một loại rượu quý, tôi chỉ đãi bạn hiền. Rượu này được ngâm bằng 100 con cá ngựa tươi sống, đánh bắt từ bờ biển về. Các bạn trẻ uống, có thể hành sự cả tháng vẫn không thấy mệt mỏi. Hai ba người ồ lên, xăm soi chai rượu. Người họa sĩ già cầm chai rượu rót vào chiếc ly con, tất cả uống xoay vần. Đến lượt anh vừa nhấp ngụm đầu tiên, anh đã thấy lộn mửa vì mùi tanh tưởi của cá biển tươi sống. Nhưng nể chủ nhân, anh cố uống cạn ly. Cô gái trở mình, nói ú ớ điều gì trong giấc mơ. Anh vặn vòi sen tắm và lấy xà phòng chà khắp người. Nhìn cơ thể trần truồng của mình trong chiếc gương soi, bất giác anh mỉm cười. Chiếc bụng hơi phệ đã bắt đầu nhăn nheo, đôi vú trương ra nhão nhẹt. Chúng có vẻ dị hợm một cách không thể tưởng tượng. Vậy đâu là sức hấp dẫn của anh đối với các cô gái hay những người đàn bà? Có lẽ nó xuất phát từ cái miệng có đôi môi hồng hình trái tim như của một cô gái, mặc dù anh đã ở độ tuổi sắp xỉ 50. Người họa sĩ già nói, muốn sáng tác hay, tình dục của bạn phải mạnh. Đó là thứ xăng nhớt tốt, dùng cho một chiếc xe phân khối lớn để chạy đường xa. Như qua, mỗi ngày qua mừng một cú vẫn không thấy mệt. Nói xong, ông ta cười hô hố. Phải cảnh giác với bọn già mất nết. Họ muốn tận hưởng lạc thú trong những ngày tháng còn lại. Họ biết sẽ không giữ được gì, tất cả tiền bạc, danh vọng, sinh mạng. Anh nghĩ khi nhớ đến đứa con gái 18 tuổi của vợ chồng anh, nó có vẻ ngây thơ khi tin vào những ông bố nuôi, ông ngoại nuôi giàu có.
Anh tắm xong lau sạch người, mặc quần áo vào, nhưng cơn ngứa vẫn không giảm. Nhìn cái thân hình trần truồng nằm trên giường, anh cảm thấy ân hận khi ngủ qua đêm với cô gái. Tình dục chỉ là một trò chơi của cảm giác, một trò chơi buồn chán. Có tiếng nhạc hiệu gọi tới phát ra từ chiếc điện thoại di động nằm trong túi quần. Anh mở nắp máy lắng nghe. Con bé đi dự sinh nhật của bạn, giờ này vẫn chưa thấy về. Anh về gấp đi tìm nó, đi đâu mà đi dữ vậy? Tiếng của vợ anh cằn nhằn. Được rồi, lát nữa anh về ngay, lỡ nhậu với mấy người bạn ngủ quên. Anh đóng nắp máy, bỏ lại vào túi quần, nhét vội tờ bạc dưới chiếc gối của cô gái đang nằm. Anh dắt xe vội vã phóng ra đường. Chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu đã 2 giờ sáng. Dự sinh nhật là cái cớ để cô bé đi chơi với nhóm bạn. Cả bọn hẹn gặp nhau ở một nhà đứa con trai có bố mẹ đi vắng. Ngôi nhà được xây cất thành một nơi nghỉ mát ở miệt vườn, phòng ốc khang trang, tiện nghi đầy đủ. Trong khu vườn quanh nhà được trồng rất nhiều loại cây ăn trái. Ban đêm, chúng như những hòn đảo đen nổi trên mặt đất dưới một cội cây nào đó trong vườn. Có lần một đứa bạn trai trong nhóm đã ôm hôn cô bé. Nụ hôn đầu đời tham lam, nóng hổi. Cô bé có cảm giác như đứa bạn trai đang nhai thịt sống. Cô khó chịu xô đứa bạn trai ra, phun nước bọt nói: đừng chơi dơ. Rồi chạy vào nhà, nhưng mãi đến bây giờ cô bé vẫn không quên nụ hôn ấy. Sao giờ này vẫn chưa có đứa nào đến? Có lẽ mình đi hơi sớm. Cô bé phóng xe vào sân, dựng trước bậc thềm nhà. Một đứa con trai có mái tóc bờm sờm chạy ra, giơ tay có đeo những chiếc nhẫn bạc chào. Hai, vào đi, tụi nó sắp tới bây giờ. Được rồi, bạn làm gì cứ làm đi, mình nằm võng ngoài vườn chơi một tí. Có làm gì đâu, nhưng coi chừng mũi cắn. Cô bé đặt người lên chiếc võng mắc qua hai thân cây, buông chân lay chậm chậm. Nhìn những ngôi sao mọc lẻ loi trên bầu trời, cô bé cảm thấy có một nỗi buồn nhẹ nhẹ đang len lỏi vào lòng mình. 18 tuổi, đang đi học, cô bé chưa hề nghĩ đến đứa con trai nào. Những đứa bạn trai trong lớp trông có vẻ nhí so với cái tuổi của chúng. Tụi nó luôn nghịch ngợm, quậy phá, mặt bắt đầu nổi mụn tùm lum, thấy phát ớn. Có những đứa lớp khác ngoài giờ học, chúng chỉ biết chúi đầu vào trò chơi điện tử, thích chat hoặc đánh bida. Cô bé chợt nhớ đến một lần chơi chat với cái nickname là ngôi sao cô đơn. Đứa con trai dùng nickname là hoàng tử bé. Chào ngôi sao cô đơn, bạn có thể tự giới thiệu về mình. Tôi là ngôi sao cô đơn, đang đi học, thích môn văn và những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Còn bạn, hoàng tử bé? Còn tôi thích đọc những tác phẩm văn học, đặc biệt là cuốn Hoàng tử bé của Saint-Exupéry qua bản dịch của Bùi Giáng. Tôi không có anh em, đang sống với bố mẹ. Tôi cần tìm một cô bạn gái để cùng nhau trò chuyện những lúc cô đơn. Bạn có thích làm bạn với tôi không? Nếu tôi không thích, tôi đã không chat với bạn. Nhưng tôi có rất ít thời gian cho mình. Bố mẹ tôi cứ bắt học. Mỗi tuần tôi chỉ có thể gặp bạn trên mạng một lần vào chiều Chủ nhật lúc 15 giờ, đồng ý không? Ok, bạn có thể trao đổi với tôi những vấn đề bạn biết, ví dụ như tình yêu. Tôi không quan tâm đến tình yêu, tôi chưa có bạn trai. Ồ, thế thì xin lỗi nhé, thật diễm phúc khi được làm người bạn của bạn. Bây giờ tôi phải đi, hẹn gặp tuần sau nhé, chào. Cảm ơn, bye. Bố cô bé nói, chat là một cái bẫy để dụ các cô gái mới lớn, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền, vì thế tao cấm. Mẹ cô bé nói, chỉ có những đứa dở hơi rỗi nghề mới đi chơi chat, mẹ cũng cấm. Cấm, người lớn cái gì cũng cấm, còn họ có quyền làm tất cả. Bố của cô bé thỉnh thoảng lại vắng nhà ban đêm,
còn mẹ lâu lâu lại đi đâu đó. Họ sống như hai chiếc bóng trờn vờn quanh cô bé. Sao mình không thể làm như người lớn nhỉ? Có tiếng mũi vo ve bên tai và tiếng của một đứa con trai hỏi thì thầm. Bạn có bị mũi cắn không? Mình mang kem xoa mũi cho bạn đây, để mình xoa cho nhé. Mở mắt ra, cô bé trông thấy một đầu tóc bờm sờm đang cúi xuống đôi chân. Cô muốn nhõm dậy rời khỏi võng nhưng lại thôi. Coi chừng tụi nó đến. Giọng của cô bé lạc đi như trong một giấc mơ. Đứa con trai bôi kem vào bàn tay, bắt đầu xoa nhẹ quanh đôi bàn chân của cô bé. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, bàn tay đang xoa lần lên chiếc váy ngắn. Mùa này, gió ban đêm thật lạnh. Anh nghĩ, từ căn phòng của cô gái về đến nhà phải mất cả tiếng. Nếu chạy nhanh, còn nhỏ đi đâu đến 2 giờ sáng, sao giờ này cô ấy mới gọi? Hay là cô ấy cũng đi đâu mới về, phát hiện ra con nhỏ không có nhà, cô ấy mới vội báo cho mình. Giá mà biết sớm hơn, có lẽ mình đỡ lo hơn. Còn bây giờ không biết cô bé tội nghiệp của mình đang ở đâu, nó có bị tai nạn gì không? Anh phóng như bay trên con đường đêm vắng, gió quất vào mặt, vào người anh như những chiếc roi, nhưng anh không cảm thấy lạnh. Cơn ngứa cũng chấm dứt khi anh bắt đầu lo nghĩ cho đứa con gái. Có thể có 3 tình huống đã xảy ra cho con bé nhà mình. Tình huống thứ nhất, nó đi dự sinh nhật của bạn, xe bị hư bất ngờ, nó phải ghé nhà của một đứa bạn gái nào đó ngủ nhờ qua đêm. Có thể lắm, vì hôm qua nó có xin tiền mình để sửa chiếc xe gắn máy bị trục trặc sau đó. Nhưng nếu thế, nó phải gọi điện thoại về nhà để báo tin cho mẹ nó biết chứ, hay là nó có gọi về mà không ai bắt máy. Tình huống thứ hai là nó bị tai nạn giao thông, người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Bây giờ tai nạn giao thông đang xảy ra như cơm bữa, ra đường chỉ biết cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi, chứ không biết đâu mà lường. Nhưng nếu thế, bạn bè nó đã đến nhà báo tin. Tình huống thứ ba có thể xảy ra nhất, theo anh nghĩ, là nó dị ứng với lối sống của bố mẹ nên đi chơi với bạn bè qua đêm, không về nhà cũng không báo tin cho ai biết. Nhưng đi với ai chứ, hình như nó chưa có bạn trai. Nhưng tại sao lại dị ứng? Anh nghĩ mình vẫn là một ông bố tốt nhất trên thế gian này đối với con cái. Anh là một MC đám cưới nổi tiếng hoạt bát, vui vẻ, đang làm việc tại một nhà hàng lớn trong thị xã và được nhiều đám trong làng mời đến dẫn chương trình. Anh còn có một giọng ca truyền cảm dễ mê hoặc lòng người, nhất là những cô gái. Anh làm ra nhiều tiền đưa cho vợ và cho con gái ăn học đầy đủ. Vợ con anh thường muốn gì được nấy, không thể chê trách anh được. Có người nói anh sống nhờ cái miệng, mồm mép đỡ chân tay, nhưng họ đâu hiểu anh phải học hỏi, nghiên cứu qua sách vở, băng đĩa, truyền hình rất nhiều, mới có cách nói để thu phục lòng người, mới có thể hái ra tiền bạc được. Bí quyết của anh là luôn luôn phải vui vẻ, ăn nói trôi chảy, dùng từ chuẩn xác, tạo không khí phấn khởi cho đám đông và luôn luôn đổi mới bài nói, tránh lặp đi lặp lại, dễ gây nhàm chán cho người nghe. Nếu có tội, anh tự xét mình là tội đa tình. Nhưng là người có máu văn nghệ, anh nghĩ bất cứ ai cũng bị vướng vào điều ấy, nên anh có thể tự tha thứ cho anh được. Còn thời này mà không ăn nhậu, khó có ai chơi với anh. Suy nghĩ miên man, anh đã về đến nhà mình. Đèn phòng khách còn sáng, có lẽ vợ anh cũng không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên đứa con gái dám cả gan vắng nhà mà không phép. Vợ anh ra mở cửa cho anh hỏi ngay, anh có gặp con bé ở đâu không? Đến giờ nó vẫn chưa về. Không, ban chiều nó xin phép đi đâu? Nó xin phép đi dự sinh nhật của một đứa bạn. Em có gọi điện thoại đến, nhưng đứa bạn cũng không có nhà. Chắc chúng nó rủ nhau đi chơi đâu đó. Còn với cái, chỉ làm khổ bố mẹ. Mình thử đi tìm nó một vòng xem, không biết nó có bị gì không. Anh cảm thấy bực bội gắt giọng.
Tôi bận đi đánh quả kiếm tiền, giao cho cô dạy dỗ và quản lý con. Có mỗi một đứa con gái mà cô cũng quản lý không được. Giờ này nó đã không về thì sẽ không về, có đi tìm cũng vô ích. Vợ anh quay ngoắt lại bỏ ra sau. Anh dắt xe vào nhà, khóa cửa phòng khách. Cơn ngứa đột ngột nổi lên, mỗi lúc một lan rộng. Chiếc đồng hồ treo tường thông thả điểm 3 tiếng chuông. Blog của cô bé. Mình đã dâng hiến cho anh ấy trong vườn cây. Vì không thể ngăn nổi cái cảm xúc như sóng thần đổ ập vào người mình. Cảm giác lần đầu tiên là đau buốt nhưng dễ chịu. Anh ấy nói để ngừa rắc rối, chỉ cần uống 2 viên thuốc Bostino 2 là xong. Có lẽ anh ấy là người từng trải trong chuyện này. Về nhà mình phải dẫn theo một con bạn để nói dối là mình bị trúng gió bất ngờ, phải ngủ qua đêm ở nhà nó. Nhà con bạn lại không có điện thoại. Bố mẹ nhìn cái dáng phờ phạc của mình, đâm ra lo lắng, tha thứ cho cái lỗi vắng nhà qua đêm mà không xin phép. Thực sự, đêm ấy mình đã hát karaoke với nhóm bạn ở nhà anh ấy đến khuya. Sau đó, cả bọn lăn ra ngủ vùi. Hình như anh ấy có đòi thêm, nhưng mình từ chối. Cả bọn nhìn mình cười cười. Có thể chúng nó đã biết, nhưng tất cả 3 đứa con gái trong nhóm đều cùng một ruột. Một đứa trong bọn nói, đừng để lại hậu quả thì sẽ không có chuyện gì. Em vẫn là một cô bé ngây thơ trong trắng, mỗi ngày cắp sách đến trường. Mẹ thường chờ cho bố đi làm rồi cũng đi luôn. Sống chung nhưng bố mẹ như hai ốc đảo, vật chất đầy đủ nhưng tình cảm nghèo khó, mạnh ai nấy sống. Mình bị dị ứng với lối sống này, như bố bị dị ứng với thức ăn nào đó, ngứa toàn thân, mỗi ngày một nặng hơn. Bố kể, hôm nay bố phải đến bệnh viện Gia Liễu để khám bệnh. Bác sĩ kê toa nhiều loại thuốc để uống. Bố phải chữa lành bệnh, chứ nếu không vừa dẫn chương trình vừa gãi, buồn cười như tề thiên. Mình có linh tính là mẹ mình đang phạm tội ngoại tình. Mẹ thích chân diện, dụi tóc, đi tắm trắng. Có lẽ bà sợ cái già đang ập tới chăng. Bố vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Ông đang đau khổ vì chứng ngứa chữa không khỏi. Còn anh ấy đề nghị mình đổi nickname là ngôi sao hạnh phúc, nhưng có lẽ mình mãi mãi vẫn là một ngôi sao cô đơn. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Mẹ Chồng. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khi tôi chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, cũng là lúc chúng tôi bảo lãnh mẹ chồng qua đoàn tụ. Bà vốn là dân Nam Kỳ thứ thiệt, quê ngoài miệt vườn Mỹ Tho. Bao nhiêu năm được nuôi nấng bởi phù sa trù phú, nên tâm hồn bà mang năng lượng hương sắc sông nước miền Tây. Đầu tiên là chuyện ăn nói, bà có giọng nói sang sảng, to như trống làng ngày hội. Có lần tôi đang ở trong phòng ngủ, nghe bà đang to tiếng với chồng tôi ở dưới nhà bếp. Tôi lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra khiến bà phải lên tiếng la mắng. Tôi bèn ra cửa lắng nghe, mới biết bà đang nói chuyện rất bình thường và vui vẻ. Vì đứa con gái đầu lòng của tôi tên là Camila, bà gọi theo tiếng Anh không rành rẽ nên gọi nó là Cam cho gọn. Đến khi sanh thằng con trai, bà bảo vợ chồng tôi đặt tên gì trong giấy khai sinh thì tùy. Nhưng tên ở nhà để bà gọi là Bưởi, để nhớ cây bưởi sai trái ở sân nhà bà bên Việt Nam. Mấy đứa bạn của tôi vừa cười vừa nhảy lên như dẫm phải ổ kiến lửa. Trời ơi, cái tên vừa quê mùa vừa cải lương thần sầu. Tôi chống chế, thì chị tên Cam, em tên Bưởi, nghe cũng ý nghĩa lắm chứ, dạt dào hương vị trái cây quê nhà. Chúng lại bảo, tên Cam nghe còn đặng, gợi nhớ dòng thác Cam Ly mơ mộng lãng mạn. Còn cái tên Bưởi, nói mày đừng buồn, rặt mùi hai lúa. Nghe vậy, tôi quên ngày bà theo vợ chồng tôi vào bệnh viện khi tôi chuyển bụng. Rồi bà mừng vui hối hả về nhà nấu cho tôi nồi thịt kho tiêu. Và đêm đêm khi con tôi thức giấc, bà là người đầu tiên chạy vào phòng phụ tôi dỗ dành con nhỏ.
Vậy mà tôi quên dễ dàng như quên một chiếc lá rơi bên đường. Tôi giận bà vì cái tên bụi đến mấy ngày. Bà là người nấu ăn trong nhà, trăm lần như một. Ngày nào cũng có rất nhiều thức ăn dư thừa vì nấu quá nhiều. Bà lại bỏ chúng vào những hũ nhựa để trong tủ lạnh. Dù tôi có nhiều lần nhắc nhở, bà gật đầu, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Thức ăn vẫn dư ê hề ra. Dần dần cái tủ lạnh ngập đầy những hũ to, hũ bé. Chồng tôi nói vui rằng, nếu có một con ruồi bay vào tủ lạnh thì nó sẽ bị lạc đường. Mà ngay chính bà, người tự tay bỏ những đồ ăn thừa vào đó, khi cần tìm một món gì, bà cũng ngơ ngác, không biết nó nằm trong hũ nào, nói chi đến con ruồi. Khi nào hết chỗ trong tủ lạnh thì lại vứt bỏ những thức ăn cũ vào thùng rác. Riết rồi tôi cũng chẳng muốn nhắc bà thêm nữa, nói ra sẽ bị cho là mỏ nhọn, mà nếu ghìm ở trong lòng thì e rằng mang tiếng là nhỏ mọn. Giống như nhiều người lớn tuổi khác, bà có niềm vui xem phim tàu khi rảnh rỗi. Bà thường xem vào buổi tối, khi con Cam thằng Bưởi đã vào giường ngủ say, vì ban ngày bà còn lo nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Nói có Chúa làm chứng, trong đời tôi chưa bao giờ xem phim tàu được 10 phút. Chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì cái giọng thuyết minh nghe nhão nhẹt và chói tai chăng. Thành thật xin lỗi quý vị nào mê phim tàu. Bà xem triền miên hết tập này qua tập khác, hết đêm này qua đêm khác, rất hào hứng say mê. Cho dù xứ tàu có hơn 1 tỷ dân, có sản xuất ra nhiều chương, nhiều trường quay và đạo diễn làm phim, cũng không thể nào đáp ứng nổi tốc độ xem phim của bà. Thế là trong lúc chờ đợi có phim mới, bà chuyển qua xem cải lương Việt Nam. Lại xin Chúa làm chứng một lần nữa, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ xem trọn vẹn một tuồng cải lương nào. Hồi ở Việt Nam đầu thập niên 80, chương trình TV còn nghèo nàn, nhà nước chiếu cái gì thì xem cái nấy, không có nhiều kênh để lựa chọn như bây giờ. Hình như có 2 tuồng cải lương tôi xem được một nửa, đó là tuồng Tiếng Trống Mê Linh do Thanh Nga diễn vai chính và tuồng Đời Cô Lựu của cô Đào Bạch Tuyết. Đôi lúc rảnh rỗi, bà thường tâm sự với tôi về những kỷ niệm của bà với cải lương. Thuở xưa, anh trai của bà là một quận trưởng ở Mỹ Tho, lại quen biết với ngôi sao cải lương Thành Được. Cứ mỗi lần về Mỹ Tho biểu diễn, Thành Được lại lái xe hơi đến gia đình bà chơi, cho cả chục vé hạng nhất. Tối tối, bà lại được cắp theo ô trầu tháp tùng mẹ của bà đi coi cải lương. Bà thích nhất tuồng Đời Cô Lựu mà bà đã xem rất nhiều lần vẫn không thấy chán. Mà lần nào cũng vậy, vừa xem hai mẹ con vừa khóc ròng, mang theo mấy cái khăn mùi xoa cũng chưa đủ. Bây giờ bà cũng chỉ tìm những tuồng cải lương nổi danh một thời để xem lại, vì bà cho rằng đám diễn viên cải lương trẻ bây giờ ca không hay mà diễn cũng không tới nữa. Không biết bà có lãng tai hay không, nhưng bà rất thích xem phim tàu hoặc cải lương với volume khá to. Một đêm kia, tôi chợt thấy ánh trăng phủ đầy trên giường ngủ. Tôi bước ra cửa sổ mới hay rằng hôm ấy trăng 16. Đẹp dịu dàng và sáng tươi cả bầu trời. Những ngọn cây trong đêm thêm huyền hoặc dưới ánh trăng tươi, mây im lặng lững lờ trôi để tôn vinh ngày trăng tròn. Đẹp quá! Trong lúc trong tôi cảm xúc dâng trào, ngồi xuống bàn lấy giấy viết ra tìm vần thơ, thì bỗng nghe văng vẳng tiếng sáu câu vọng cổ của Thành Được ở ngoài phòng khách. Tôi lắng nghe thì đến lượt cô Đào cải lương Chi Bảo Bạch Tuyết nức nở, rên rỉ đau thương ở cảnh bà hội đồng gặp lại người chồng sau hơn 20 năm tù tội oan uổng. Thế là bao cảm hứng thơ thẩn của tôi tiêu tan như cơn mưa rào bất chợt đổ xuống đường, xua tan bụi bặm của thành phố. Thật là bực mình, có lẽ sự nghiệp văn chương của tôi vì bị phá đám thường xuyên nên cứ mãi lền bền vật vờ như những đám lục bình trôi trên sông Tiền, sông Hậu mà thôi. Trưa thứ sáu, chồng gọi phone cho tôi ở chỗ làm. Chút nữa em nhớ đón mấy đứa nhỏ nghe. Mẹ bị đau bụng, anh đang đưa mẹ vào bệnh viện.
Tôi xin nghỉ sớm, đón hai đứa nhỏ về nhà, bắt tay vào việc cơm nước. Trên counter của nhà bếp, tôi thấy để sẵn một con cá, giá, cà chua, rau ôm, bạc hà đã rửa sạch sẽ. Chắc mẹ chồng tôi đã chuẩn bị từ sáng. Tôi bèn nấu món canh chua và cá kho tiêu. Thằng Bưởi nhất định không chịu ăn nếu không có bà nội đút như mọi ngày. Tôi phải vừa dỗ dành vừa hăm dọa nó mới ăn được một ít. Còn con cam vừa ăn miếng đầu tiên đã phán ngay một câu xanh rờ: mẹ nấu canh chua không ngon như bà nội. Không lẽ tôi phải giải bày phân bua với đứa con nít rằng tôi là gái Bắc Kỳ, món canh chua nào phải là sở trường của tôi? Mà thiệt ra chẳng có món nào là sở trường của tôi cả. Đến giờ tắm cho chúng nó thì đúng là một kinh nghiệm đau thương. Hai đứa vừa chơi vừa đánh nhau chí chóe trong bồn tắm ngập đầy bọt xà phòng. Tôi vừa la hét vừa lấy khăn lau chùi hiện trường thì thằng Bưởi cởi trần như nhộng chạy ra khỏi phòng tắm. Tôi phải rượt theo nó khắp nhà, cuối cùng mới tóm được nó ở nhà bếp để mặc quần áo vào. Tôi không thể nào hiểu nổi bà mẹ chồng tôi đã tắm cho chúng nó như thế nào. Rồi cũng đến lúc chúng nó vào phòng ngủ. Sau khi nằm yên ấm, chúng yêu cầu tôi kể chuyện cổ tích như bà nội vẫn thường làm. Hai đứa nằm im nghe kể, vẫn là con cam tài lanh nhanh nhẩu. Mẹ kể sai rồi, cô cám không chết, tại vì cô cám và bà dì ghẻ đã ăn năn hối lỗi nên được cô tấm và nhà vua đón về ở chung trong lâu đài. Bà nội kể như vậy mà. Thật là hết chỗ nói, quý vị nào đã từng đọc cổ tích Việt Nam thì xin làm chứng cho tôi. Rõ ràng là cám bị tấm trả thù bằng cách đun nồi nước sôi, lừa cám xuống hố rồi dội cho chết, tươi không kịp ngáp. Ai bảo cô tấm hiền lành, phải xem lại nha. Chưa chết, tấm còn lột da cám, rồi lấy xác cám ướp làm mắm, biếu bà dì ghẻ, bà ăn xong lăn đùng ra tắc thở. Ai bảo tấm nhân hậu vậy cả. Thế mà mẹ chồng tôi lại dám cả gan sửa đổi cổ tích, tôi cũng bó tay. Tôi bỗng nổi sùng, giận cá chém thớt. Thôi, hai đứa ngủ đi, cả ngày hôm nay mẹ mệt muốn phát điên vì chúng mày rồi. Vừa lúc ấy có tiếng phone reng, bên đầu dây kia là tiếng của bà. Bác sĩ nói mẹ bị ngộ độc thức ăn. Phải ăn thức ăn lỏng trong vài ngày để họ kiểm tra lại cái bao tử của mẹ xem có vấn đề gì không. Hai đứa nhỏ ngủ chưa con? Tôi mét bà. Cháu hư tại bà mà. Chúng nó hư lắm bà. Cơm không chịu ăn, lại nghịch phá. Bây giờ là chưa chịu ngủ. Mẹ biết vậy nên mới phone về thăm hai đứa. Thôi, con mở speaker, loa ngoài để mẹ kể chuyện cho tụi nó ngủ. Hai đứa nghe bà thì rú lên mừng rỡ, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp mền, nghe bà kể chuyện. Tôi tắt đèn, khép cửa, đi xuống lầu dọn dẹp nhà cửa. Khi tôi trở lại phòng thì hai đứa đã ngủ say từ lúc nào mà tiếng của bà vẫn đều đều trong speaker. Kể từ đó, Sơn Tinh và công chúa Mị Nương sống với nhau tràn đầy hạnh phúc. Thủy Tinh vẫn tiếc nhớ cuộc thi năm xưa, hàng năm cho nước dâng cao lên, gây nên những trận lũ lụt khắp nơi. Tôi nhận ra giọng nói của bà đã yếu hẳn, không còn to vang như trống đình ngày xưa. Vậy mà bấy lâu nay tôi vô tình, có hay biết gì đâu. Một cảm giác vừa quen vừa lạ xâm chiếm lòng tôi, để trái tim tôi dịu dàng dâng lên một tình thương mến. Tôi nhớ đến mẹ ruột của mình, nếu giờ này bà đang ở bệnh viện, chắc bà cũng sẽ thương nhớ đám cháu nội cháu ngoại ở nhà, cũng cảm thấy buồn và lạnh lẽo trên chiếc giường trắng tinh vô hồn nơi bệnh viện. Tôi cũng chợt nhớ ra rằng gần 5 năm qua, kể từ ngày bà qua đây đoàn tụ với gia đình tôi chưa hề nấu cho bà một món gì, kể cả nồi cháo, vì bà dành làm hết mọi việc cơm nước cho vợ chồng tôi thảnh thơi đi làm. Tôi lặng lẽ đi xuống bếp, lấy ra miếng thịt thăn ngon nhất. Sáng mai, trước khi đưa con cam thằng Bưởi đi thăm bà nội, tôi sẽ dậy sớm để nấu cho bà nồi cháo thịt bằm. Ít gạo, nhiều nước, thả đầy hành hoa và rắc chút tiêu trắng, đúng như sở thích của bà.
Truyện ngắn xin được phép tạm dừng ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.